chúng mình phải cập nhật các kiến thức mới, các tư duy mới và xem các xu hướng mới, nghĩa phù hợp với bản thân. Mình muốn đi xa thì mình phải đi chậm và đi chắc. Mình cứ đi giống như xe lô ấy, cứ từ từ mà tiến thì sẽ tới đích.